Theo thông báo mới nhất từ câu lạc bộ Hà Nội, tiền đạo Hoàng Vũ Samson sẽ chuyển sang chơi cho Quảng Nam dưới dạng cho mượn tới hết mùa giải V-League 1 2019. Trong giai đoạn lượt đi của V-League 1 năm nay, Samson thi đấu 12 trận, chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị. Anh ghi được 6 bàn, trong đó có 3 bàn từ chấm 11m và có 4 đường kiến tạo. Việc để Samson đi được coi là một động thái khá bất ngờ từ bóng Hà Thành, khi tiền đạo Oseni chơi sút tốt nhất trong giai đoạn lượt đi của họ với 7 bàn đã bị chấn thương dây chằng. Trong khi đó, Quảng Nam đang chật vật ở phía dưới bảng xếp hạng, chỉ với một mình Hà Minh Tuấn càng đáng nhiệm vụ săn bàn. Việc có được một chân sút tốt và có kinh nghiệm hơn 10 năm thi đấu tại Việt Nam như Samson có thể coi là một thương vụ chất lượng đối với đội chủ sân Tam Kỳ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.